Em tên là Trang, năm nay em 28 tuổi. Em đang là mẹ của bé 13 tháng tuổi ạ. Công việc hiện tại của em là gì? Công việc hiện tại của em là kinh doanh tại nhà. Cái cảm giác lần đầu tiên khi mà mình biết tin mình mang thai như thế nào nè? Có bầu thì em không biết, mà sếp em là người biết. Sếp em? Sếp nam hay sếp nữ? Sếp em giới tính thứ ba. Đó, hãy nên có một đứa bạn đồng hành trong đời là đứa thuộc giới tính thứ ba. Dễ thương lắm. Nhạy cảm nữa. Trời ơi, sếp em hỏi là ủa cha, sao dạo này mày ăn đồ chua, đồ mặn không vậy? Cắp xoài rồi phải chấm mắm ruốc, chứ không phải là chấm mắm mặn này kia đâu. Thì sếp mới kêu về thử đi nha, tao nghi lắm rồi á. Vậy hả? Dạ, sếp nói vậy. Xong em mà trời ơi, anh nghĩ sao vậy? Anh nghĩ sao mặt em vậy mà em có bầu vậy? Em xuống mua hai que thử thai. Sáng hôm sau em thử, đánh răng rửa mặt xong quay đầu tiên nhìn. Hả? Em hả? Em hết hồ luôn. Xong không, chắc không phải đâu. Ê, khoan nha, tôi ngồi đây bao nhiêu số rồi, tôi luôn nhận ra một cái điều mà nó nghịch lý, nó rất là bất thường, nhưng mà tự nhiên nó trở nên hợp lý đối với các mẹ bầu là gì? Đi mua que thử thai là để làm gì? Để thử coi mình có thai hay không, nhưng luôn luôn bất ngờ khi biết mình có thai. Ngơ ngác trước hai vạch. Vậy chứ cái lúc mà chị thử thai là chị làm sao? Là chị biết à, hoặc là có hoặc là không có. Nếu như có thì vô anh có rồi, và chắc nữa thì thử lại. Thực ra thử lố thì cũng có chị trong đó nữa. Tại vì thực ra là em chưa có ý định có con. Em cũng chưa có ý định cưới. Chồng em á lúc đó là không đủ trưởng thành để em có thể gửi gắm hay là có thể có gia đình như vậy. Xong á em mới gọi FaceTime chồng em. Anh ơi, bình tĩnh nha, coi nè. Đưa, mà em khóc rồi nha, tại em sợ, chưa sẵn sàng á. Thì chồng em, đợi anh xíu nha, để anh gọi mẹ. Trời ơi, em hết hồn luôn chị. Mẹ kêu là cưới. Cưới đi. Thì gọi mẹ em. Không, không, chưa cưới. Sao cưới ra bộ như vậy được, 3 năm rồi cưới. Lỡ rồi. Mẹ em hả? Có em bé rồi, giờ sao giờ? Thì mẹ em cũng rất là happy với cái chuyện đó. Trong 2 tháng là chuẩn bị, em ngỡ ngàng luôn. Tại vì tiệc cưới hay bất cứ cái gì là mẹ chồng em là người lo hết. Đám cưới á là em ói quá trời ói luôn. Đám cưới mà đi mặt em trắng bệch. Nói chung là một cái đám cưới mà Trang nó không có mong muốn lắm, bởi vì nó đang trong cái giai đoạn mà mình cũng không được đẹp đẽ lắm, mà tinh thần nó cũng không được ổn lắm một nữa. Cái đám cưới mà Trang không làm gì ngoài bận ói. Rất bận, cô dâu rất bận, họ làm gì bận ói. Đứng trên sân khấu em vẫn chưa nghĩ em lấy chồng. Đó, đó. Em vẫn chưa nghĩ. Mặc dù em đã có bầu mà vẫn chưa em nghĩ, vẫn chưa là nghĩ em lấy chồng. Em vẫn chưa nghĩ lấy chồng. 3 tháng đầu thai kỳ thì em bị sút 2kg. Đến 3 tháng giữa thì không kiểm soát. Không kiểm soát nổi. Tại vì em ăn gấp đôi gấp 3 người ta. 2 tô phở là 2 tô phở bự chị bán phở. Ồ, ăn dữ vậy chăng. Em ngại em không dám qua nữa. Mỗi lần qua là chị ăn dữ vậy. Tại vì một tô phở to mà. Mấy chị buôn bán thực ra người ta ăn dữ là mình thêm thu nhập á, cho nên mai mốt hãy nén điều đó lại trong lòng. Mất mối đó nha, mất mối đó. Không, không mất mối đâu chị, tại vì em thương chồng em mua. Cái cơn thèm của bà bầu không có cắt được. Mà cái lúc mà bắt đầu giữa thai kỳ là em tăng 15kg. Giữa thai kỳ là đã 15kg rồi. Tăng 15kg, bắt đầu em thành ghét đồ của em. Chồng em, thôi thành ghét đi vợ. Em không có bị thả nữa. 3 tháng cuối thai kỳ em tăng 5kg. Thì đúng là vào con hết rồi, vào con 2,5kg. Còn lại thì vô em. Vô mẹ. Vấn đề sức khỏe của bạn nó có ổn không? Không hiểu tại sao từ lúc mà có bầu nó yếu đi. Giống như tự dưng té xỉu. Đi mấy bước là phải ngồi xuống, ngồi xuống vậy. Tới gần khi đẻ luôn. Taxi đi không được, đi xe hơi không được. Không phải đi xe Honda. Tại vì đi nó xì cái là bị say xe. Dạ. Không, thật sự cái sự xuống dốc về sức khỏe trong thai kỳ á, nó cũng được coi là một cái biểu đồ thường gọi là mang tính bình thường. Bởi vì chúng ta nuôi dưỡng một sinh linh trong người mình, và thật sự là nó rất là nhiều cái đảo lộn. Nãy giờ chị đợi chỉ để muốn xác thực một chuyện thôi. Đó là trước cái đám cưới á, là em đã rất là chần chừ. Chồng mình còn trẻ con quá. Thế thì sau khi cưới thì mình chứng thực cái điều đó làm sao? Đặc biệt là trong thai kỳ. Chồng em là người... Chồng em là người tuyệt vời. Đó chứ chứ. Em không ngờ điều đó điều đó xảy ra. Tại vì chồng em lúc trước là ham chơi. Lúc mà có bầu rồi cưới rồi không đi đâu ấy.
đi làm về nhà. Đến tận bây giờ luôn là không bao giờ anh thèm này anh thèm kia đâu cho anh ăn đi. Cái số là em nấu cơm á, đếm trên đầu ngón tay. Chị đi làm về nhà, vợ ơi ăn gì anh mua. Vợ ơi bất kể ngày nào đêm hay như nào cũng thế, ăn gì anh mua. Anh thèm này hả, anh mua nha. Hay là biết em thích ăn cua ăn ghẹ ăn hải sản á, đi làm về anh mua cho em nè. Mẹ chồng em thì mới làm về thì con mua cho mẹ nè, chứ mày mua cho vợ mày, chứ mày mua gì cho tao, tao có thích ăn đâu. Quý vị khán giả nghe cho vui thôi nha, chứ các bạn nữ cũng đừng có tiêm trong đầu ơi chị Hà Trang nói đó, lúc trước là trẻ con mà cưới về anh ấy sẽ khác, rồi bắt đầu đâm đầu, rồi bắt đầu chọn lựa, và sau đó ủa đâu có đâu, cũng làm chơi nhiều hơn chứ khác. Thì chỉ là trường hợp chị Hà Trang, tùy cơ địa thôi mọi người ơi, cơ địa của chồng chị Trang thì khác, tùy phong thủy. Tổ chức ghi hình tại California, Hoa Kỳ. Liên lạc ngay với chúng tôi qua fanpage Chat với mẹ bỉm sữa hoặc Viber Zalo 0522 961076. Rồi thế thì cái ngày đi sinh nó có êm đẹp không? Đến ngày dự sinh rồi á, em vẫn nấu cơm ăn uống bình thường. Hôm sau đi khám, bác sĩ kêu là ở nhà có ai không, bây giờ nở một phân rồi vô bệnh viện nha. Nhập viện nha. Khám cái nở một phân. Nhập viện. Làm thủ tục nhập viện năm đưa chán chê rồi một đêm không nở một tí nào luôn. Xong hỏi thăm bác sĩ của em kêu là chiều nay 3 giờ sẽ sanh, sẽ trích dục sanh. Em cũng có đinh ninh là ok, 3 giờ dự sanh thì mình sẽ sanh thường. Em nghĩ vậy nha. Xong 3 giờ sao? Ồ, không sinh à? Bác sĩ kêu là thôi để đến mai coi sao. Xong ok, mai. Thế đi sinh mà giống đi làm neo ha. Làm được thôi. Nhưng mà trong cái quá trình đó là mình có bị đau bụng không? Không, chị không gì. Có một cái gì luôn. Cách đó mấy ngày trước á, là đêm á tự dưng gò. Cứng bụng luôn. Hai vợ chồng chết rồi. Đi vô. Cầm vali đồ này kia vô. Ghi giấy hết tất cả các thứ rồi xong. Ồ chị ơi, em thấy nó hết gò rồi. Ồ rồi có sanh không? Xong rồi hết đau rồi. Hết đau rồi giờ sao rồi? Thì lúc mà đêm mà ở bệnh viện á, một đêm kinh hoàng với em và cả chồng em nữa. Tại vì bệnh viện nó thì bị quá tải nên phải nằm phòng hai giường. Cái chồng của chị kia, chồng em đã ngáy rồi nha. Chồng chị kia. Em phải khóc. Cái lúc mà em bị ức chế quá thì em ngủ không được, em khóc. Mà có cái đèn, hai đèn này. Đèn ở giường ông kia, giường bên này của em. Ông có bật đèn giường em. Ông bật đèn của hai vợ chồng ông. Tại sao? Ông ngủ mà ông muốn sáng. Mà ông ngáy mà một cách khủng khiếp chị. Em chưa bao giờ em thấy ai mà ngáy kinh khủng như vậy. Nói chung là buổi sáng hôm đó thì hai vợ chồng vẫn cứ dậy sớm rồi đi ăn phở, hủ tiếu, uống cà phê, ngồi ở ngoài mấy ban công á. Đến 12 giờ tự dưng em thấy chìm xuống. Mắt em hoa đi, bác sĩ lên. Tim thay mất. Lúc có lúc mất. Bác sĩ kêu thở máy. Bắt đầu nước mắt em ròng ròng rồi. Bác sĩ nói với em là bây giờ phải mổ cấp cứu. Mà em coi rất là nhiều cái những cái clip mà mẹ giống như là mẹ sanh không kịp, con bị vỡ nước ối, con bị này ngộp, bị kia ngộp á. Thì lúc em rất là hoang mang, chồng em sợ, rất là sợ luôn. Chưa bao giờ em thấy chồng em sợ như thế. Mà nói em tay run rồi này. Run xong kêu là thôi bây giờ bác sĩ làm những điều tốt nhất cho vợ con. Lúc mà em đưa điện thoại cho chị em với cả chồng em á, thì thấy thì nhắn chồng em: vợ ơi cố lên nhé, sanh xong anh cho 100 triệu đi shopping. Tính liền. Xong lúc đó là thực sự em mê tiền. Em rất là mê tiền. Tôi tưởng đâu bạn sẽ có một cái câu đó rất triết lý. Và không, thực sự em là người mạnh mẽ rồi. Em mê tiền lắm chị. Chồng em biết mà, cứ cho tiền là hèn chi cho nên ông mới nhắn câu đó. Lôi sợ hơn là tiền. Thì em vẫn cứ đặt tay vào bụng em á, con này cố lên. Nói chuyện với con đúng không? Con này cố lên, không được bỏ cuộc. Lúc mà em cũng nói câu đó mà em nước mắt em ròng nha. Mà chồng em nghĩ là em sợ mổ, sợ đau, tắm khóc. Nhưng mà chắc đến bây giờ chồng em mới biết là em sợ. Em quyết định không giải oan cho bản thân luôn. Em để điều đó tới bây giờ luôn. Nó nhanh kinh khủng. Em chưa kịp cảm nhận gì hết đó là con em đã ra kia rồi. Con môi đỏ nha. Bé gái 3-2-50 môi đỏ giống mẹ nha. Trong đầu em suy nghĩ không có, con mua con đánh son đó. Nhưng mà em không dám nói. Bây giờ cho áp ra mẹ nha. Vừa đặt lên cái nó khóc. Nó khóc mà nó
Trời em hết hồn không chị? Từ em chưa có định hình được là ủa tại sao mấy clip kia nó cười nó yêu âu với mẹ nó là sao mình đến con mình nó lại vậy. Tại vì không biết em còn em sao suy nghĩ bảo ủa sao kỳ vậy. Lúc đó trong đầu bà Trang vậy nè, ủa phải không, phải ủa, nó không, ủa từ phải con mình không, xong coi ra ủa không mình nha. Phòng ngủ có một mình em mẹ bầu à, bảo sao đó phải không, phải đứa hồi nãy tại không mà em vẫn còn hoang mang vẫn sợ. Xong nín em à nín tự dưng em đặt tay lên người bé thì bé nín vào phòng hồi sức 4 tiếng. Trời ơi nó chảy nhất cuộc đời em cận mà chị đâu tới đồng hồ đâu. Thì về phòng á, ủa con em đâu, ủa em có ủa, thì bảo là ủa sao mà xấu chị. Bây giờ mới cảm nhận con hả? Không, bây em cảm nhận cảm rồi nhận nhưng mà lúc đó em hoa mắt. Nhưng mà lúc mà về là bé nó đặt ở trong cái xe đẩy đi vô á. Trong suy nghĩ của em, ủa sao mấy cái bé mà trong clip này kia, ủa nó bụ bẫm, nó cưng, ủa sao con mình, ủa sao xấu vậy? Mẹ em kêu chứ, mày thiệt luôn, chát ghê. Nói vậy đó. Đêm hôm đó nữa vẫn cái anh đó chăm mấy con, vẫn cái anh ngay đấy, vâng, thì vẫn chưa được đổi phòng. Ôi nhân vật truyền kỳ. Đêm hôm đó em khóc mà em khóc dữ dội luôn. Tại vì chị biết vết mổ đau, gặp con mình á ngủ mà ngáy cái là con mình khóc tét rồi. Đêm em gào lên á, em kêu là chịu không nổi nữa rồi, giờ không đổi phòng ấy, về không nói gì hết trơn á. Đừng có nói ra nói vô rồi. Xong qua phòng bên cạnh là có chị kia vừa về xong là qua đó. Trời ơi thiên đường, đỡ hơn hẳn. Không có bật điện sáng cho mình, không ngáy, mà nói chung là dễ thương lắm. Cảm giác giống như là trời ơi mình sống lại, mình được chết đi sống lại. Trời ơi nó khủng khiếp lắm chị. Ôi, trước đây chúng ta có những cái hành trình đi sanh mà chỉ đau khổ vì con, vì chồng, vì mẹ, vì bác sĩ. Bây giờ có thêm cả cái người đi sanh cùng nữa quý vị. Khi mà mình bầu bì nè, rồi mình sanh em bé nè, rồi cái chuyện sinh hoạt vợ chồng nó có đều đặn không? Chồng em á, không ạ, không được. Nhất quyết không được nha. Giống như là nghe mọi người nói là nếu mà hai vợ chồng mà quan hệ lúc mà có bầu á, ảnh hưởng hả? Không, không ảnh hưởng mà chị mà trên đầu dính cứt trầu. Cứt trầu, đúng rồi. Chưa có chứng thực nào về mặt y học để nói rằng là trong cái thời kỳ mà phụ nữ mang thai mà chúng ta duy trì cái chuyện là quan hệ tình dục vợ chồng, và sau đó thì ra trên đầu bé nó có một cái mảng bợn đen đen mà từ dân gian gọi là cứt trầu. Không có. Vậy thì cái mảng bợn đen trên đầu của bé nó là cái gì? Có thể là nó do rất là nhiều những cái nguyên nhân. Có thể là do cái gọi là da, gọi là cơ địa da của từng bé. Rồi thậm chí là có những cái gọi là có những cái sự tổng hợp các cái chất mà nó hình thành cái mảng đó các kiểu. Nhưng mà về mặt y khoa thì người ta vẫn khuyến cáo rằng là chúng ta cũng nên vệ sinh cho con đó, chứ cũng không phải là phải để nguyên một dề giống như ngày xưa. Chị nhớ là ở quê chị ngày xưa là cứ để nguyên một lớp dày lên, bởi vì mọi người sợ là ảnh hưởng tới thần kinh, tới da đầu. Nhưng mà thực sự thì những cái khuyến cáo về chăm sóc trẻ nhỏ nó cũng không có ủng hộ cái điều này. Còn cái câu chuyện mà có phải là trong quan hệ tình dục, trong thai kỳ mà nó tạo ra cái đó hay không, thì tôi nói thiệt chí ít là hai đứa bé nhà tôi là tôi thấy không rồi đó. Rồi như vậy là tôi cũng biết là cũng hoạt động liên tục rồi. Thôi biết vậy là được rồi, quay trở lại đi. Người em cũng tin luôn. Thì thực ra là từ lúc mà có bầu đến tận sau này sanh em cũng không có nhu cầu. Tự dưng vậy thôi, giống như chồng em mà sắp ra tuần em cái là ra đi, mệt quá. Từ lúc mà em biết em có bầu đến tận sau này sanh xong. Nhưng mà nếu như vậy thì nó có ảnh hưởng tới cái chứ tình cảm của hai đứa không? Đúng rồi, có ảnh hưởng tới tình cảm. Có khi nào em gợn lên một cái niềm lo lắng, có sợ không? Tại vì là em có niềm tin với chồng em là tuyệt đối. Và chồng em cũng không bao giờ nhắn tin thả thính con nào ấy. Không bao giờ. Như vậy là chồng em nhịn giỏi đó. Nhịn giỏi và chăm con có giỏi không? Appetito, siro ăn ngon 3 tác động từ thảo dược chuẩn quá châu Âu, dành cho trẻ biến ăn. Những tháng đầu thai kỳ em chỉ muốn bỏ chồng thôi chị. What? Sao vậy? Mà đầu tiên thì chồng em không phải con của anh vậy đó. Kiểu hà hứng lắm, kiểu sợ bế chị. Kêu chồng bế đi. Thôi, nó nhỏ xíu rồi vợ. Không bế được đâu, nó nhỏ xíu à. Em gắt hơn cái chứ. Ủa con anh mà anh làm cái gì? Sau đó mẹ em về, bắt đầu cuộc sống đảo lộn. Thay vợ chồng phải tự coi con, rồi tự tắm rửa này kia.
chồng thì ngóng không có biết là mình phải phụ như thế nào hay như thế nào đó. Bữa đó đi làm mệt á, thì em kêu là coi con cho em đi tắm. Ừ. Tắm xong em nói chuyện với bạn thì nó cũng lo. Tại vì bạn em ở bên Mỹ thì nó ngược giờ với cả Việt Nam, nên em nói chuyện cũng lâu. Thì chồng em vô, chồng em kêu thôi coi nó đi, anh còn đi tắm giờ này kia nữa, trời có việc ở nhà chăm con em mà không xong. Em bùng nổ. Em khóc nha, em đòi ly hôn. Em kêu là bây giờ anh ở nhà anh chăm con một tuần, anh làm tất cả những việc của em một tuần. Nếu mà anh chăm được như em, anh làm được như em á, anh không than một tiếng, anh nói gì em cũng nghe. Anh làm đi, anh qua bên tòa án anh lấy đơn đi, em về em ký, em không muốn ở đây nữa. Chồng đi xuống nói với mẹ. Nó biết lắm, thế nào đừng cũng đi mét bỏ quản gia rồi sao. Mẹ em cũng phũ phàng lắm. Tao không biết chuyện cho mày, kệ cho mày, tao không quan tâm. Đúng rồi đó, đó. Xứng danh chùm cuối liền. Rồi sao? Phải xử như vậy chứ. Mày làm gì mày làm, hai đứa mày làm gì làm, tao không quan tâm. Chính xác rồi các bạn, mà các bà nội bà ngoại luôn, hãy nghe lời của em đi, hãy nghe lời của cháu, tụi nó lớn rồi. Không bao giờ mà giống như mẹ chồng em là không bao giờ mà bênh con trai. Chuyện gì xảy ra bênh con dâu trước. Em khóc em xuống, mày nhắn tin cho nó, mày kêu nó là cầm giấy về đây mày ký. Tao thách nó dám ký, tao đố nó dám ký. Tại vì biết đó là chồng em nói vậy thôi nhưng không dám làm. Nên là mày nói nó đi. Xong bắt đầu về, mưa quá, đâu đi đâu được nữa. Mưa. Nhờ cơn mưa. Địa lợi. Thiên thời địa lợi. Nhân cũng hòa nữa. Đảo ra đảo vô em. Mét mẹ hả? Mét mẹ hả? Trời ơi, con nít. Thầy nít chồng em cái em đá mông á. Mét mẹ hả? Chỗ thích mét mẹ không? Chào em túm, hai vợ chồng ôm nhau về. Đơn giản. Không phải đâu, thực sự thì chị có muốn giải oan cho chồng em và một số các ông chồng khác. Sinh một đứa trẻ, cái chúng ta được gọi là ba và là mẹ. Nhưng mà điều đó nó không đồng nghĩa với việc là chúng ta có kỹ năng làm cha mẹ. Cho nên là ví dụ như em là cái người mang bầu, thực sự thì nó đã hình thành như một dạng bản năng để em có thể tự giác em ôm đứa trẻ mà em cảm thấy không có ngượng tay, em chăm được. Nhưng mà nam giới họ không có mang bầu, đó là một cái thiệt thòi của mấy ảnh đó. Và từ đó nó dẫn đến một cái hội chứng sợ trẻ con, hội chứng sợ chăm con là có thật ở các ông bố. Cho nên là cái việc mà họ thờ ơ hoặc là họ không biết làm gì hoặc họ lóng ngóng á, một là có thể từ ngày thanh xuân là đã ở không rồi, cái thứ hai đó là chưa được rèn nên người ta không thể làm. Và lúc này thì cái phản ứng của em nó không sai, nhưng mà trên cái ông chồng như vậy đó thì rõ ràng là ảnh cũng tội nghiệp. Cái hụt hặc ở đây nó nằm ở chỗ nếu như 2 tháng đầu chúng ta đã không ỷ lại vào bà ngoại. Chúng ta lôi kéo ảnh vào cuộc, bà ngoại là cái người train cho ảnh, là cái người gọi là đào tạo ảnh. Mẹ sẽ về quê nha, đây là chuyện con làm nha, thì có thể câu chuyện nó đã khác đi. Bây giờ thì sao nè, bây giờ thì anh chồng đã lớn chưa? Trời ơi, chăm con giỏi chị. Chưa đàn ông lắm. Em đi đâu làm gì em để con đó, em chỉ cần chuẩn bị đồ ăn thôi để con đó, tắm rửa hết bất cả cái gì chấm lo được hết đó. Như vậy là tốt rồi đó, thấy chưa. Mình có một cái lời nhắn gửi gì đó dành cho chồng mình hoặc là mẹ chồng. Thật ra là Lan thấy nha, trong cái câu chuyện này á, Lan rất là thích mẹ chồng. Đúng rồi. Trời ơi, bà nội quá tuyệt vời, quá xuất sắc, quá tâm lý luôn. Có một lời em muốn gửi đến mẹ chồng em là con biết là mẹ thích ăn những cái món mà nó làm tăng đường. Nhưng mà mẹ cũng phải giữ gìn sức khỏe. Mẹ ăn như vậy á là đường tăng lên, sức khỏe của mẹ đi xuống rất là nhanh. Nên em chỉ muốn mẹ suy nghĩ một chút xíu, suy nghĩ trong chính mẹ, chính bản thân mẹ. Không cần suy nghĩ cho tụi con, mà chỉ cần mẹ suy nghĩ là mẹ phải sống vui, sống khỏe với các con, các cháu. Em chỉ cần như vậy thôi. Trời ơi, đường không luôn, ta nói nó ngọt ngào dễ sợ. Rồi, bà nội ơi, bà nội mà nghe những lời nhắn gửi này thì bà nội cũng phải điều chỉnh lại cái chế độ ăn uống của mình để mà lúc nào cũng có sức khỏe để chơi với lại cháu nội nha. Và bây giờ thì Ngọc Lan xin được cảm ơn bạn rất là nhiều vì đã nhận lời tham gia chương trình cũng như là chia sẻ cái câu chuyện của bạn dành cho chương trình. Rồi, chào bạn nha, mời mình giới thiệu họ tên, công việc, tuổi tác, quê quán của mình nha. Dạ, em tên là Trần Minh Tuân. Nay quê quán ở Bà Rịa Vũng Tàu. Nguyên quê quán là Quảng Trị chứ. Gì vậy? Gì mà quê mình mà
quê mình mà. Là cuối cùng là quê quán ở đâu? Dạ, quê ở cái quán ở Quảng Trị. Bình tĩnh à, bình tĩnh mà rung nè. Quê quán ở Quảng Trị, con hiện tại là sinh sống ở Bà Rịa Vũng Tàu, huyện Xuyên Mộc. Hiện tại em đang làm công việc gì? Dạ, em làm về bên thi công thạch cao và nhựa nano chị. Là gì? Kỹ sư công nghệ là công nhân hay là cái gì em? Chị nghe không rõ. Dạ, em làm về bên trang trí, về bên thạch cao với nhựa nano. À, em làm cho công ty hả? Dạ không, giống như vừa nhận làm cũng đi làm cho anh em cũng có vậy. Ừ. Em sinh năm bao nhiêu? Em sinh năm 1992. Rồi em nói một chút điểm mạnh điểm yếu của em giùm chị nha. Dạ. Điểm mạnh là ví dụ như là cái gì ấy. Tại điểm mạnh em cũng biết là cái điểm mạnh là cái gì nữa. Alo. Em nói thôi. Ừ, trời điểm mạnh của em mà sao chị gợi ý được, em nấu ăn được không, làm gì giỏi. À, bây giờ em nói đại loại như những cái điểm mạnh này là em nói để cho bạn gái nghe và người ta cảm thấy là ừ em là một người đàn ông rất ok để người ta chọn á. Ừ. Em thấy em có những điểm gì mà em nói ra là phụ nữ người ta thích liền. À, nói chung là cái gì cũng làm được hết, bất kể việc gì làm cũng được hết. Nấu ăn hay là bất kể làm việc gì làm, cái gì cũng làm được. Ủa em tên là Văn Tâm hả? Dạ. Em tên là Văn Tâm hả? Minh Tuân đúng không? Dạ. Ừ, rồi ok. Rồi chia sẻ giùm chị đi Tuân ơi, có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em có 2 mối tình mà mối tình học sinh với mối tình lúc lớn, chia tay cũng lâu rồi. Chia tay bao lâu rồi, tại sao mà chia tay? Thì lúc mới lớn người ta đòi cưới mà mình mới trai mới lớn là chưa sự nghiệp chưa gì hết nhưng chưa ổn định nên nó không có dám lấy vợ sớm thì chia tay. Rồi bây giờ là đã ổn định chưa, có nghĩa là em ở Vũng Tàu là có nhà chưa hay là như thế nào? Có nhà cửa ổn định hết rồi. Ừ, ở chung với gia đình hay là sao em? Dạ, em ở với mẹ. Có nghĩa là gốc ở Quảng Trị thôi nhưng mà vào Vũng Tàu luôn rồi đúng không? Dạ, nhà ở trong này lâu lắm rồi. Chỉ là được cái quán của ba mẹ. Ừ. Rồi, bây giờ em muốn tìm mẫu bạn gái như thế nào? Mô tả giùm chị ngoại hình, công việc, tuổi tác, quê quán. Nếu là bạn nữ thì chỉ cần người hoạt bát, với lại lên lợi trong công việc. Còn công việc thì nếu sau này về thì nếu mà hợp thì sau này về thì nó tính sau. Rồi, quê quán cô đó ở đâu được? Ở Sài Gòn được không? Dạ được. Ở Sài Gòn cũng được. Chỗ em lên Sài Gòn là mất bao lâu? Hiện tại em đang thi công ở Bình Thạnh. Ở đâu em? Ở Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. À, là ở Sài Gòn luôn đúng không? Dạ, tại công việc của em nó không có cố định một chỗ. Nên à, vậy thì cũng cũng đi nhiều nơi rồi. Dạ. Ừ. Rồi, em không thích điểm gì ở người bạn gái. Sao chị?
wifi của chị hay là của bạn vậy ta? Em xài em không thích điểm gì ở bạn gái? Không hút thuốc là được rồi, chỉ vậy đơn giản vậy thôi chứ không cần nó phải cầu kỳ. Rồi chắc là được rồi đó. Mười mấy năm đó, 15 năm. Còn còn lý gì thì mới 7 tháng. Giấy tờ này nọ mọi thứ là mình đã xong hết rồi đúng không anh? À, xong hết rồi em. Dạ rồi, mà lý do ly dị của hai vợ chồng là gì vậy? Vợ anh ngoại tình em. Rồi sao anh phát hiện được? Ôi, cả Đà Nẵng giờ anh phát hiện được. Ok. Rồi ok. Rồi, anh kể lại cho em nghe câu chuyện về hai vợ chồng xíu ha. Rồi quen quái như thế nào? Rồi lý do gì mà đỉnh điểm nhất là hai vợ chồng lại ly hôn? Và lý và anh phát hiện vợ ngoại tình như thế nào? Lý do em hỏi lại giúp anh đó, anh nghe cực kỳ tốt. Ý là anh quen vợ anh trong hoàn cảnh nào? Rồi rồi sau đó là cái đỉnh điểm gì mà khiến cho hai vợ chồng lại những xảy ra tới tình trạng là cô ấy ngoại tình và anh cô ấy phát hiện như thế nào? Anh thì anh cũng không phát hiện, nhưng mà người ta họ đồn á thì anh cũng tìm hiểu và anh xác nhận đó là đúng rồi anh ngoại tình. Có lại nó chuẩn bị đi thăm nhà, chuẩn bị làm đám cưới rồi anh. Alo, là cô ấy chuẩn bị làm đám cưới à? Đi thăm nhà rồi em, đi thăm nhà chuẩn bị làm đám cưới rồi. Nhưng mà anh có hỏi lý do tại sao vợ anh lại làm như vậy không? Lý do hả? Lý do anh nghĩ chắc là nó ngoài tình thì hai đứa đoạn yêu nhau. Nhưng mà anh có tìm hiểu rõ không ấy? Ý là ví dụ như trong cái cuộc hôn nhân đó thì mình có trong cái khoảng lúc mà mình hai vợ chồng ở với nhau thì có xảy ra xích mích gì mà để dẫn đến tình trạng này không? Anh đã nói là ngoại tình rồi mà em hỏi kỳ vậy? Người ta ngoại tình thì họ đâu cần lý do chứ em. Từ đôi khi phụ nữ họ cũng sẽ có một cái điều gì đó họ rất là nản á, chẳng hạn như vậy. Ví dụ như về kinh tế hay như thế nào ấy? Kinh tế à? Kinh tế thì anh nghĩ chắc không ảnh hưởng đâu em. Kiểu nọ với thằng đỏ kiểu ngoại tình yêu nhau, kiểu nó yêu nhau giờ nó muốn lý gì để ai đừng đến với nhau á. Em hiểu không? Dạ. Vậy thì sau cái cuộc hôn nhân đó thì 7 tháng nay thì anh có ví dụ như là anh đã có tìm hiểu một người nào khác không? Ấy là cuộc trò chuyện giữa anh và em nó có nhiều người khác nghe không? Dạ có, trong đây là có rất là nhiều bạn biên tập khác nữa ạ. Họ đang nghe của anh ạ. Em hỏi lại giúp anh đó. Ý là sau trong cái 7 tháng mà anh ly dị vợ xong á thì mình có tìm hiểu một người nào khác nữa không á? Không, em trong thời gian đó thì anh kiểu giống bị sốc á. Anh kiểu anh đi làm với lại anh nuôi con không à. Con ở với anh hết hai đứa ha? Đó, anh nuôi một đứa. Đúng rồi. Ok. Vậy thì bây giờ cái mẫu người yêu lý tưởng á thì anh mong muốn cô ấy như thế nào? Anh cao 1m bao nhiêu ạ? Anh cao 1m69, 68cm. Thì cô ấy cao 1m bao nhiêu phù hợp với anh? Anh nghĩ tầm cỡ 1m50 độ lên là được rồi. Dạ. Ngoài hình thì anh nghĩ không cần thiết đâu. Mình cần tính tình dễ thương là được. Rồi tuổi tác rồi nghề nghiệp cô ấy như thế nào phù hợp với anh? Tuổi tác thì theo anh thì cỡ tầm 35 trở lại. 35 trở xuống em.
Còn nghề nghiệp nè. Nghề nghiệp thì ví dụ làm chi cũng được, ví dụ dạy trẻ trường mầm non hay là làm việc cái đó cũng được. Anh Làm việc gì cũng được đúng không? Rồi quê quán là chắc anh mong muốn một người ở gần anh đúng không? đúng rồi, anh muốn có người ở miền Trung Huế hoặc là Quảng Nam, là Đà Nẵng, hay là Quảng Bình, Quảng Trị đâu đó, gần gần thôi, gần gần khu vực anh đó. Rồi, hôn nhân thì cô ấy cùng hoàn cảnh với anh được không? Single mom. Đó, em hỏi lại. Hôn nhân của cô ấy đã từng có con và ly dị giống như mình được không? Có con mà. Ý là anh muốn người nào mà chưa có con được không? Ý là đổ vợ cũng được nhưng mà chưa có con á. Nhưng mà sao vậy? Tại vì anh cũng đang nuôi một đứa, thì ví dụ như là cô ấy cũng cùng hoàn cảnh với mình thì đôi khi là sẽ hiểu nhau hơn. Anh nghĩ là kiểu mà cô ấy có con rồi anh cũng có con về kiểu khó sống lắm mà. Khó sống hả? Ừ, thì cái suy nghĩ của anh thì khó lắm. Ủa anh ơi, vậy ở bên ngoài anh không tìm được cái người mà chưa có con ha, anh phải vô chương trình. Vô chương trình này người ta khó lắm. À, Người ta khó hơn bên ngoài. Ừ. thì anh cũng cũng coi trên chương trình bà mới hò thì anh cũng kiểu giống như tò mò tìm hiểu. Trời ơi, lên chương trình này mà anh tò mò sao được? Người ta lên, người ta nghiêm túc, người ta tìm kiếm. Ví dụ như ở đây độc thân cũng được đi. Độc thân thì lý do gì anh cho em những cái lý do, những cái điều kiện của anh mà một cái cô độc thân chưa từng kết hôn. Thì Đó. lớn cũng được mà anh đâu quan điểm là đẹp gì đâu, anh chỉ cần là một người là hiền lành với lại nói chung là Nếu mà anh nói anh chỉ cần hiền lành thì nó quá đơn giản rồi, ở ngoài dễ không? Vô chương trình là người ta khó, người ta tìm ở ngoài không được, giống anh người ta mới vô đây. Thì ví dụ như độc thân, anh đừng có nói là lớn tuổi cũng được, lớn tuổi người ta có cái yêu cầu, người lớn tuổi người ta yêu cầu tiền bạc tài sản nhiều nha. có nghĩa là bằng tuổi anh thôi, anh đâu nói lớn tuổi đâu. Thì bằng tuổi anh cũng được, người ta Ừ. cũng yêu cầu cái tiền bạc tài sản, chứ tuổi của anh rồi mà còn lông bông thì ai chịu. Anh Thì có nhà cửa, lương anh bao nhiêu, anh chia sẻ giùm em cái phần đó được không? anh nhà cửa thì anh có nhưng mà anh đi làm anh chạy xe đó thì tháng học được hai mấy 30 triệu mà còn chục. Ừ, rồi có nhà riêng hay đất đai bao nhiêu không anh, như thế nào không? Cái này tụi em biết thôi à, không có ai người khác ở đây hết trơn À, mà á. anh thì anh thì chưa có nhà, vì có nhà mà bán chia tài sản của anh kiểu ly dị á. À, là coi như bây giờ chỉ có công việc ổn định thôi chứ nhà là không có rồi nè. Rồi lấy vợ về ở đâu? Thì thuê nhà mình làm ăn gì đó. Ủa, cái cô gái độc thân người ta đã làm chủ cả rồi, ta không chịu anh ơi. Mà bây giờ nếu người ta đã từng đổ vỡ một tí mà người ta rất là ok luôn, người ta xinh xắn dễ thương thì anh cũng không chịu hay sao? Anh cũng biết nữa, nếu như mà gặp nhau mà nói chuyện mến nhau thì Ừ. có thể đến với nhau thôi. Tại vì lên chương trình nó là một cái cơ hội mình gặp á, nhiều khi mình không có biết, là nhiều khi mình nghe là trời có con mình không có muốn chọn, nhưng mà nếu mình lên mà mình có cơ hội, tại vì anh cũng đang là ly hôn rồi, em mới cho hỏi cái phương án này, anh hiểu ý em không? Ok. Chứ còn nếu là độc thân thì em ác chi mà em kiếm cái người ly dị cho anh, đúng không nè? Ok. Đó. Dạ Ừ. rồi, vậy cảm ơn anh Điệp ha, có gì bên Ok, em sẽ cân nhắc được chọn là sẽ liên hệ lại cho anh nha. ơn chương trình. Ok, Dạ cảm rồi, ơn. chào anh. Em là công nhân kia ơi. Công nhân ở đâu em? Em làm ở xã Lê Minh Sơn, huyện Bình Chánh á. Làm ở Bình Chánh hả? Dạ. Ờ, làm lâu chưa? Công nhân bên gì? Bên giày, bên điện hay bên gì? Em làm bên sản xuất lò vặt gió. Ừ, làm lâu chưa? Em làm 6 năm mấy rồi chị. Thu nhập ổn không em? Khoảng nhiêu tháng? Cũng đủ ăn rồi chị ơi. Đủ ăn là ăn nhiêu mà đông ghê, lương ông nhiêu ông nói nhiêu đi, đủ ăn. À được 7 triệu chị ơi. Ừ, đủ ăn theo kiểu 7 triệu đúng không? Chị lương 10 triệu thì chị đủ ăn theo kiểu 10 triệu, chị hỏi để biết thôi, đừng ngại chia sẻ nha. Ừ. Dạ. Rồi nhưng mà bây giờ dự định có về quê gì không hay làm ở Sài Gòn luôn? Em thì giờ đang làm ở Sài Gòn, sau này mới tính ra được chị ơi. À, rồi bây giờ nói về cái đường tình duyên của em đi, em có mấy mối tình rồi? Có kết Em hôn bằng nào chưa? chưa kết hôn chị ơi. Rồi mấy mối tình? Hai mối tình Sao chia tay? tại được không được tốt đẹp chơi lừa gạt em không à. Lừa tiền em hay lừa gì? À, lừa tiền em chị. Rồi mất nhiêu? Mỗi cô em mất nhiêu? Mất hết 7 triệu chứ. Là mất 1 tháng lương. Đó. Mà quen lâu không mà để bị lừa vậy? Quen rồi em quen thời gian rồi thất lạc rồi 2 năm sau gặp lại rồi
em vô bên ngành nó bán hàng đa cấp đó chị. À, là cổ bán hàng đa cấp của Vũ em vô luôn. À, em bị lừa. À, lại mua hàng hả? Mua hàng hay sao? À, em vô đó rồi dẫn em đi tùm lum hết trơn rồi mà gặp thằng người đó rồi cho em quên cái ký ức của em á. Ừ. Mà hai mối tình lận mà, một mối bị lừa rồi mối kia vì sao mà chia tay? Kia thì không hợp. Không hợp gì vậy? Không hợp gì? Ở xa quá chị. Cô ở đâu lận? Ở bên đó mà Củ Chi lận. Ờ. À. Ủa? Em ở Bình Chánh mà, Củ Chi cũng Sài Gòn mà. Ờ à, mà yêu xa quá thì ta cũng không chịu đó. Xa vậy là dữ chưa? Xa dữ ha. Mỗi tháng em xuống có một lần, không có xuống và cũng không chịu. Mà là do em không thích cô đó em không xuống hay sao chứ chị cũng trong Sài Gòn đó mà trời, có phải đi về Hậu Giang đâu. Ờ. À. Là em bận em không đi hay là sao? Mỗi tháng em đều đi một lần chị ơi. Mà sao có một lần vậy, cái này quen bạn gái là bây giờ mỗi tuần là ít nhất 3 lần đó, em đi nổi không? Công việc sao mà đi không được? Công việc làm hơi nặng nhọc đó, rồi nghỉ ngơi ừ. Cho bạn chị. Ừ. Ok, bây giờ muốn tìm mẫu bạn gái sao nè, nói nhanh để vô đi làm nè, thích thì sao? Thích thì chân thành, tặng cà, sống chung thủy là được rồi chị, lo làm ăn là được rồi. Ừ. Rồi, chỉ rồi. Có thích luôn rồi. Mập đồ được không? Tròn mập một xíu được không? Thì nhẹ hơn em chút xíu được rồi chị, cỡ 55-60kg đổ lại được rồi. Ừ, em cao nhiêu? Em cao 1m7 lần chị. Em nặng bao nhiêu? Nặng 78kg. À. Ừ ok em, rồi chắc là được rồi đó. Rồi, rồi. Tới giờ chị ơi. Ok rồi, cảm ơn em nha, rồi chào em. Dạ. Tuổi nghề nghiệp anh đang ở đâu ha? Dạ em tên chào anh chị em à, em hiện em đang ở Đồng Nai và em làm việc ở Đồng Nai. Em quê quán thì ở Đồng Tháp. Em giới tính nam, năm nay sinh 1993. Anh đang làm gì ở Đồng Nai? Dạ em đang hiện em đang làm sự kiện. Làm sự kiện hả? Dạ. Làm sự kiện là mình làm cho đám cưới, đám hỏi hay là những cái show không có, cái làm gì hay gì? Cho làm sự kiện cho sân khấu, cho hành ra mình gì? À, làm sân khấu. Rồi, mình chia sẻ về điểm mạnh, điểm yếu của mình đi anh. Dạ, cái đó cũng bình thường hả chị? Bình thường là sáng. Ủa, điểm mạnh là sao chị? Điểm mạnh nó như là những cái gì mà mình tốt nè, ví dụ như mình vui vẻ, hòa đồng, mình không uống rượu, mình không hút thuốc, hay là mình có chơi thể dục thể thao gì đó, mình có dạ, nấu ăn đồ được không? Dạ nấu ăn thì cũng được, thể thao thì cũng có đó. Em thì vui vẻ bình thường đó. Thể thao là anh chơi thể thao môn gì? Dạ môn đá banh gì. Ừ, chơi đá banh ha. Rồi còn điểm yếu là gì, có nóng tính hay là có nhậu nhẹt, hút thuốc gì không? Dạ nóng tính thì không có, chỉ có hút thuốc mà. Ừ, có hút thuốc dạ, ngày mấy có. Gói dạ ngày 2 ngày ăn gói. Ừ. Có nhậu nhẹt đồ dữ không, mấy ông sự kiện này là nhậu dữ á? Không em không có nhậu. Ừ. Rồi mình chia sẻ về đường tình duyên đi, anh trải qua bao nhiêu mối tình rồi mà sao mà dạ em 2 mối tình này chị. Ừ. 2 mối tình đó quen bao nhiêu lâu rồi sao chia tay? Dạ tại vì quen không hợp gì, gia đình bên người đó không chịu thì chia tay thôi. Sao nha, gia đình ta không chịu? Ủa, tại vì cha mẹ ta không chịu. Thì không chịu cái điểm nào? Dạ, không chịu thì kiểu như là đợi chờ vậy đó. Đợi chờ gì anh? À, thì em kêu như đợi 5 hay 5 nữa mà người ta không chịu. À, lại muốn đám cưới. Sao dạ. Mà kêu cưới liền mà người ta không chịu, người ta kêu là 1 hay 5 dạ. Nữa mới cưới hay sao? Dạ. Ừ. Rồi mình chia tay cách đây bao nhiêu lâu rồi? Dạ em chia 5-6 năm rồi. Rồi 5-6 năm nay thì có quen thêm ai nữa không? Dạ không. Không tìm hiểu thêm ai luôn? Dạ. Rồi sau này đăng ký tham gia chương trình này? Dạ tại muốn, tại thấy ba mẹ lớn tuổi chứ muốn cũng tìm một nửa còn lại cho mình á. Ừ, là giờ anh quen là anh cưới luôn ha. Dạ. Rồi vậy mẫu người bạn gái mà anh mong muốn là như thế nào?
về ngoại hình nè, hoặc là về tính cách. Tính cách đó thì mình biết lo làm ăn, biết thương cha thương mẹ đó. Tử tế mình không hành vấn đề không, xấu đẹp mình không quan trọng. Tử tế hành vấn đề vậy là bao nhiêu tuổi là được? Ví dụ như giờ 93 này mình phải có con số cố định chứ, ví dụ như không không quan trọng giờ tôi gán ghép cho người lớn hơn chục tuổi được không? Dạ cũng vẫn được. Cũng được luôn hả? Dạ. Rồi ví dụ như là cái bạn đó đã lập gia đình và đã ly hôn, có con được không? Dạ cũng vẫn được. Thì đó cũng được càng luôn tốt hả? Dạ, tại cũng càng tốt. Nhưng mà kinh tế của mình thì có đủ để lo cho mẹ con người ta không? Có chứ. Là lương tháng mình lãnh được khoảng nhiêu? Tháng khoảng chừng 13-14 triệu. Là ở Đồng Nai là đang ở chung với ai em? À, cũng anh em làm chung với đó. Là bao nhiêu lâu mình mới về quê một lần? À, khoảng chừng 2-3 tháng dịu hơn lần, nhiều khi muốn về là về ha, tại vì cái này cũng không ép buộc mình. À. Rồi mình còn mong muốn người bạn gái như thế nào nữa không? Dạ không. Rồi thì hôm nay là buổi nói chuyện đầu tiên của anh với bên chương trình nha. Nếu như mà có bạn nữ nào phù hợp với những mong muốn thì bên em sẽ liên hệ lại anh nha. Dạ.